Cái gà box. Đấy, tuyệt vời chưa? Một sân bóng như đây, nó nằm ở trên sân thượng của một cái tòa nhà. Game này được chơi trên hệ máy console PS5 nên cái đồ họa nó rất là tuyệt đẹp. Wow, rất là đẳng cấp nha. Ok, bắt đầu nào. Mình sẽ chơi trong cái sân mini nè. Ê. Nhanh nào. Ôi, cái đội này có 2 đứa, 3 người à. Sút, ôi, tiếc quá đi. À, cái này nó không có bị biên à. Sút. Vào, ô, tiếc quá vậy. Không được. Vất vả đây. Ôi giời, à, đã lộn rồi. Vào không? Vào. Gol Fontes. Như vậy trái banh mà đập vào cái khung thành luôn. Hey, quay. Tính ra thì cái đội đối thủ đá cũng không có hay lắm, cũng rất là gà, mặc dù mình đã gà sẵn rồi. Vô không? Vào hay không thưa các bạn? Cùng xem lại màn trình diễn quay chậm nào. Tính từ chính từ những cái lò đào tạo mini này đã hình thành lên những tên tuổi lớn cho thế giới, những cầu thủ siêu sao mà chúng ta đã theo dõi trong những cái giải đấu lớn. Nữa rồi, thua nữa rồi. Thôi. Trận đấu chỉ có 6 người thôi nhưng mà khán giả khá là đông. Họ bu quanh đông đen ấy. Quay. Ô. Tí nữa thôi. Không lẽ để mình luộc 4-1 rồi. Ô, mình bị vô hồi nào mà mình không biết ta. Nhanh nào. Chuyện đi, sút. Bà nội đó, mất bóng rồi. Ừ, đúng rồi, hay lắm. Nó cứ lần quần nhiều hoài vậy. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã khép lại và chúng ta sẽ nghỉ ít phút để bắt đầu hiệp 2. Và phần thắng nghiêng về đội chúng ta 4-1. Ok, chúng ta cần cùng xem những cái khúc trích đoạn video rất là hay và đẳng cấp này. Và đây là pha quay chậm. Wow, cái khung thành nó có chút nỉ à.
Ok, như vậy là sẽ vào hiệp 2 này. Toàn đội hãy cố gắng nhé. Có một anh chàng gốc Á, một nhóm người gốc Phi. Mình về lại. Thanks man. Nice goal. Your tornado. Thằng nào là thủ lĩnh của cái team này? Có muốn đối đầu với tao một ván không? Và đây là Okaka. Giờ chúng ta sẽ đối đầu với Kaka. We have a team. Yeah. You're good for that. Siêu sao người Brazil đã xuất hiện. Game này hay đấy. So that's Kaká. Yeah. His game, his tournament. How we doing? You ready? Let's do it. Let's go. Ok rồi, bây giờ thì điều gì sẽ ra đây? Mình sẽ đá vòng 2 à. Dân thưa các bạn, và vòng 2 sẽ tiếp tục. Ôi, sao toàn đội này toàn nữ không vậy? Đá như vậy thì đâu có công bằng. Ôi giời, nam mà đá với nữ thì thôi chứ. Ôi, wow. Thật sự thấy không có hợp lý tí nào đó. Tại vì nam phải đá với nam chứ sao lại trận này nó lại là nam với đá với nữ nhỉ? Wow. Ôi, tí nữa. Vào không? Ôi, xả trung thành rồi các bạn ơi. No. Nó chơi cái hàng cấp trứng gà. Nhìn nữ chứ đừng có coi thường nhé. Mấy chị em đá khá là rác đấy. Ôi giời. Liên tục là những pha khám thảm thành nhưng mà rất tiếc đã dội cột dọc. Vâng, và thưa các bạn, chúng ta đã vừa nâng lên tỷ số lên 2-0. Còn ăn mừng được nữa. Nam mà đá với nữ thì thôi. Nó thật sự là bất công. Đúng rồi. Mình sút lúc nào ta? Bấm lộn hoài vậy. Đúng rồi. Ôi. Wow. Với cái chân trái ma thuật, anh bạn của chúng ta đã bắn sút trái bóng như là tên bắn. Tuyệt vời. Rồi bạn không có cơ hội để gỡ. Ok, bây giờ là gì nữa? Bốn không thôi các bạn. Đôi bạn đã lấy rổ đựng banh rồi.
partida e fizer mais um gol, ganha o jogo. Rốt cuộc thì đội chị em phụ nữ đã có một bàn thắng danh dự. Tập trung lại nào, không thể để mất mặt như vậy. Xuất đi. Hay lắm. Về đi nào. Qua đây. Dân thưa các bạn, tỷ số bây giờ là 5-1. Nghiêng về đội của các hoàng tử. Nhìn bảnh đấy, Tokokuda. Ồ, anh bạn này người Nhật à. Chúng ta cùng xem lại những pha quay chậm trong cái hiệp đấu đầy kịch tính và có tỷ số rất là đậm này. Still got it. Maybe roasted. You okay with the shooting competition right now? Yes. Can I borrow you two in a few minutes? Lost control is coming up. Yeah, thanks, man. Wow, Kaka là người đến trao giải. Được rồi, những kỹ thuật rất là điêu luyện. Sút. Wow. Wow. Crowd love that. Yeah. But that has got a new best friend. Whether he likes it or not. Right. I'm up. Back in a minute. Hey! You good? Yeah, good. Very good. Very good. Tốt lắm các bạn ạ. Bây giờ thì đây là cái gì đây? L2 này. L2 L. Đây là một cái kỹ năng dẫn bóng. Ấy. Ôi. Được rồi. Khó đấy. Wow, chúng ta phải rê cái banh đi rất là... Kaka đã dẫn cái banh đi rất là nhanh. Ôi, mình đã thua rồi. Surprises. Beatrice Villanova? Oh, B! We spoke on the phone. Yes. Oh, she helped me pick the team for today's event. You having fun? Yeah, it's awesome. Who games next? I guess so.
Good game. Thanks. Cái team này rất là đoàn kết và kỹ thuật rất là cao. Bây giờ mình đã xong cái vòng 3 rồi. Vậy thì sao ta? Có tiếp tục hay không? Thôi chơi luôn vòng 4 nha. Thôi, không được à. À không, mình đã vòng xong vòng 2 và bắt đầu vô vòng 3 chứ. Ở Sao Paulo. Chưa gì đã bị hình như càng về sau cái đội đối thôn nó họ càng về sau cái đội đối phương họ đá càng hay. Wow, 1-0 cho đội bạn thôi các bạn. Wow, 2-0. Vừa bị gỡ là một trái rồi. Nâng cấp trứng gà. Wow, bây giờ là tỷ số đã là 3-1 rồi. Ôi, hên quá các bạn ơi, nó đã dội cột dọc. Không sao, bóng vẫn còn trong cuộc. Wow, dứt trái banh đẹp quá vậy. Ôi, thấy nữa là vô lê rồi. Hay quá. Oh no 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 no. No 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 no. Rồi. Tỷ số là 4-1 rồi. Ôi giời ơi, tiếc quá. Hay lắm. Thôi, sao lại chuyền vậy? Rồi rồi rồi, không được rồi. Ô,
bàn thắng không thể nào đẹp hơn. Đứng từ phút dưới khung thành, sút lên và đã ghi bàn. Xem lại nào. Xem này. Rất là đẳng cấp. Tỷ số hiện giờ là 5-1 rồi. Và đội chúng ta lại tiếp tục thắng. Chúng ta cùng xem lại những pha quay chậm rất là đẹp mắt. Đây là thông số trận đấu. Loving this. Don't want these games to end. Yeah, but the body's gonna be feeling it tomorrow. Hey! The most insane thing just happened. Yeah, we saw. You just went one-on-one with an absolute legend. Yeah, so Kaká has a team. And they are playing in a tournament in Dubai. First class, big cash prize. He asked me to be the captain. You serious? Yeah, serious. That is unreal, mate! Well done! Amazing. Yeah, that's so cool. It could have been any one of you. But one more game. One more game. Let's go! Ok rồi, như vậy thì cái video bóng đá đường phố tập đầu tiên của mình đến đây xin được phép kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nha. Hy vọng là mình sẽ ra được những video hay, hấp dẫn và cuốn hút hơn. Và hy vọng các bạn xem, nếu thấy hay cho mình xem một like, một share, comment và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tụi mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.